À, dạ vâng, Minh Vũ Audio xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Ở trong clip ngày hôm nay thì em có về được mẫu vang Audio King hàng công ty chính hãng, hàng bãi, nói chung nó còn rất là đẹp. Vang cơ nai số nhá. Dòng này thì tiếng quá là hay rồi. Số lượng thì cũng không có nhiều, có gần 30 con, gần 30 con. Như đây em mới vệ sinh thì có mấy con đây. Đây. Ruột gan linh kiện của nó đây, quá đẹp luôn, đúng hàng công ty làm rất là chất, nhìn linh kiện dày di dày dít vào, kể cả cái con chip áp này của nó này, chip áp tăng music với lại tăng mic, chip áp này dùng đến bao giờ mới hỏng được, hay, đẹp chưa, quá đẹp luôn, tiếng rất hay nha mọi người nhá. Đây, người ta bên kia người ta sử dụng, người ta ở đây vận chuyển là nó bị nong cái này, thì cái này em sẽ gắn keo lại cho cái mặt kính này, mặt meca này. Đấy. À, dòng này nó rất là hay, cái là nó có tùy chỉnh ở bên ngoài này, thì em sẽ dành riêng một cái clip mà hướng dẫn các bác cái cách chỉnh con vang này cực kỳ dễ luôn, và nó có luôn cả mấy cái mốt để mình lưu và gọi kênh, có hai đường mic ở đằng sau, à đằng trước. Đằng sau cũng có đường mic nha. Đây về cái phần tăng giảm bass check của nhạc và của mic thì nó đều ở đây. Đấy. Đấy, còn mặt đằng sau đây thì có cả cổng DVD và AUX video với giếc. Cái này thì chắc mình không dùng đến. Đấy, cái đường này là đường kết nối lấy nhạc từ TV hay điện thoại thì cắm vào đây. Đường rec cái này đường thu âm. Đây. Volume tăng giảm music. Nhạc. Đây nó có cả cái volume tăng giảm mic với nhạc ở đằng sau à. Đây, hai đường mic ở đằng sau đây. Đây là đường này kết nối xuống bàn mixer nhé, hoặc là kết nối xuống cục đẩy nhé mọi người. Cục đẩy hoặc là âm ni. Các bác sử dụng đường hoa sen này rất ok. Đây, còn đường này là đường đường center với lại đường sub. Ở trên center thì dưới sub. Low pass đây này, cắt giải sub này, tăng volume này. Đây em đã cắm thử con. Dòng này ngày trước em có bán rồi nhé. Tiếng rất hay, chống hú cực kỳ tốt. Clip sau sẽ chi tiết về cái phần chỉnh cũng như phần cài đặt cho mọi người. Hiện tại mức giá bán em đang bán mức giá là 1.700.000 nhé các bác nhá. 1.700.000. Đấy, những cái con mà nó bị mất cái tai như này này, mất cái tai như này. Con nào mà nó còn nguyên tai như này. Con nào còn nguyên tai như này thì là 1.800.000. Còn bác nào lấy cái con mà nó mất cái tai này. Đấy, thì giá 1.700.000 các bác nhá. Mọi thông tin chi tiết mua hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Hương Ái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Trinh Hải Dương. Con này nhạc của nó rất là hay nhá mọi người nhá, nhạc cực kỳ hay luôn. Em đang đấu chỉ có vang thôi, không qua cái thiết bị lưng nào cả. Nhạc nó hay lắm. Nào đoạn remix đi nhé. Tiếng nhạc của nó rất hay luôn. Oh,
cũng đánh tuyệt vời ông mặt trời luôn. Với diện tích phòng 25m², các bác đánh không cần phải súp, nó quá là hay. Không những hay về tiếng nhạc mà còn hay cả tiếng mic nữa. Giá thì chỉ có 5.700.000 thôi, chỉ còn có mấy cặp nữa thôi, hai là ba cặp nữa. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em. Hiện tại em hôm nay em về tương đối là nhiều hàng, có cả vàng vàng X12 nhá, vàng X12. Rồi clip này thì xin ngắn gọn tại đây thôi. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.